Chiều nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực nội vụ với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thiếu giáo viên và tình trạng bố trí giáo viên không đúng việc làm, nhất là ở các vùng biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết Bộ đề xuất tham mưu cho Chính phủ bổ sung biên chế giáo dục, đáp ứng yêu cầu có học sinh thì phải có giáo viên, đảm bảo hợp lý theo định mức. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh là trước mắt việc giao biên chế vẫn phải dựa trên cơ sở định mức. Nếu căn cứ theo đến tận điểm trường thì sẽ rất khó khăn và không bao giờ có thể chạy theo được việc này. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn Đắk Lắk nêu việc giao số lượng biên chế viên chức sự nghiệp của Bộ Nội vụ trong những năm vừa qua đã làm cho nhiều địa phương không thể bố trí giáo viên theo đúng định mức, vị trí việc làm, dẫn đến tình trạng nhiều điểm trường, điểm lớp ở vùng biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, thiếu giáo viên và bố trí giáo viên không đúng việc làm. Đại biểu đặt câu hỏi trách nhiệm của Bộ Nội vụ để giải quyết thực trạng này. Riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 thiếu khoảng 1.700 giáo viên và nhiều địa phương khác cũng gặp tình trạng tương tự như vậy. Xin hỏi Bộ trưởng, trong tình trạng này thì Bộ trưởng có trách nhiệm gì và đặc biệt Bộ Nội vụ có trách nhiệm như thế nào để giải quyết cái thực trạng này, giải pháp gì để khắc phục vấn đề này, nhất là những vấn đề mà chúng ta đảm bảo nguyên tắc mà Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh tại hội nghị ngành giáo dục toàn quốc, ở đâu có học sinh, ở đó phải có giáo viên. Thì trước mắt thì chúng tôi đề nghị là cái việc mà giao biên chế là phải căn cứ trên cơ sở định mức, chứ còn nếu bây giờ mà chúng ta lại cứ căn cứ theo từng đến điểm trường thì nó rất là khó khăn và thực sự mà nói là chúng ta sẽ không bao giờ có thể chạy theo được cái việc này. Cho nên chúng tôi cũng rất mong muốn là các cái địa phương ấy, chúng ta cố gắng là sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp, nhất là cái hệ thống trường liên cấp, rồi dồn bớt các cái điểm trường lẻ. Chúng tôi năm 2021 cũng đã có một cái sơ kết cái việc này, thì cũng thấy là nhiều địa phương cũng đã làm rất tốt, nhưng một số địa phương thì cũng vẫn còn cái tình trạng là giờ sắp xếp một cách cũng tương đối là cơ giới, cho nên là tinh thần là rà soát sắp xếp, nhưng mà cũng mong là các địa phương cũng vẫn phải lấy cái vấn đề đối tượng của chúng ta là học sinh, các cháu làm sao mà có được một cái điều kiện học tập tốt nhất và các giáo viên cũng đỡ vất vả nhất trong cái quá trình triển khai công việc của mình. Riêng về vấn đề hiện nay ở Đắk Lắk, hiện còn thiếu 1.700 giáo viên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, hiện nay theo cơ sở dữ liệu đầy đủ, thì địa phương này vẫn còn 2.358 chỉ tiêu biên chế chưa tuyển và phân bổ năm 2022 còn thêm 243 chỉ tiêu. Vì vậy, nếu tuyển số lượng này cũng đã giải quyết được cơ bản số lượng giáo viên thiếu. Bộ trưởng cũng cho rằng các địa phương cần khẩn trương tuyển số chỉ tiêu cũ, vừa tích cực tuyển theo chỉ tiêu mới để đảm bảo số lượng giáo viên trên địa bàn.